quán đầu tiên anh ạ.
Đi tổng kết ngày hôm nay đây anh em này. Tổng được 4 con. Nhiều lắm anh em. Đàn này thì nó bị va lưới nhiều rồi, đâm ra đánh nó cũng rất là sương. Đợt này anh em có bán cái bụi này. Ưu điểm của bụi này thì anh em thả được con mồi đất nó rất là tươi. Đấy. Thì đánh thì chim nó xuống nó chịu hơn. Nhiều lúc xuống 4-5 con này nhưng không úp. Sau chim nó ăn chán, nó bốc lên thì lại vớt được 4 con. Đấy, con lưới đây. Lưới thì vào xào bó lại anh này rất là gọn này anh em. Đấy, lưới mất 8 phân. Đấy, cao 2m3, dài 8m. Úm lèo đây, đây là thu úm lèo nữa xong. Thời tiết hôm nay thì khá là đẹp anh em. Nó không bị giá sương, sáng đi đánh rất là nhàn. Và nó hôm nay bắt bài trượt. Nghĩ là chim nó về cái chứa chỗ lùm này. Đấy, nhưng không phải anh em. Đấy, chim nó chứa đây đâm ra rất khó quan sát này. Đấy. Và đầu tiên úp xong là hơi tiếc cái này chim đậu đầy đây không nhìn thấy. Đâm ra nó mất nhiều chim. Còn anh em đánh thì lưu ý. Đấy, ví dụ như hôm nay đánh mà cắm trực tiếp vào bãi này thì sẽ được nhiều hơn này. Đấy, chim nó không sang đây anh em. Đấy, bắt buộc ép mồi thì nó sang đây nhưng mà đánh nó không mặn lắm, nó đậu tí lại lật sang bên thôi. Ok nhá. Đấy, một video để quay cho anh em xem đánh chim bẫy này. Chào anh em nhé.